Xuống xe. Toàn bộ tập hợp. Nhìn phải canh hàng. Nhìn về trước. Nghỉ. Nghiêng. Báo cáo trưởng đoàn, liên đội 3, liên đội trinh sát, báo cáo hoàn tất, xin chỉ thị. Chuyển giao Lý Quốc Thịnh, rõ. Chuyển giao Lý Quốc Thịnh, rõ. Long Phi, lát nữa tắm rửa sạch sẽ, rồi đến phòng họp. Rõ. Giải tán đội, ở nguyên vị trí đợi lệnh, rõ. Giải tán. Hùng Hùng, Tiểu Ca, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Quản lý Lâm sao rồi? Anh Phó đã làm phẫu thuật cho quản lý Lâm. Sau đó chúng tôi lái xe đưa cô ấy đến. Được rồi, đừng nói nữa. Liên đội xảy ra chuyện gì vậy? Các người về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi hỏi liên đội xảy ra chuyện gì rồi. Anh Phó, anh đừng nóng. Đội chúng ta ngay lúc đó nhận được nhiệm vụ bắt dầu ăn, đại lôi, súng trường. Sao hả? Bọn họ sao rồi? Bọn họ sao rồi? Lần này chúng ta xuống địa ngục rồi sao? Cậu yên tâm, địa ngục rộng hơn nơi này. Đây nhất định là cái bẫy mà bọn tội phạm đã đào ra. Hai chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây. Chúng ta phải mau nghĩ cách leo lên trên. Cậu không sao chứ? Không sao. Có người. Súng đâu? Đúng vậy. Súng của chúng ta đâu? Súng của chúng ta rơi ở trên kia rồi. Lỡ để chúng nhặt được. Để tôi đứng lên nhìn xem sao. Cẩn thận đấy. Giúp tôi một tay. Đi. Thuật lại nội dung nhiệm vụ hôm nay của liên đội 3 xem. Rõ. Trước 11 giờ ngày hôm nay tiến vào điểm phục kích tại miếu thờ trên hẻm núi phía nam, phối hợp hành động với liên đội trinh sát. Phối hợp. Đâu phải bảo cậu tỏ ra anh hùng. Báo cáo. Lúc đó thời cơ tái chiến đã chín mùi. Đừng cho rằng tôi không biết cậu đang suy tính cái gì. Muốn đi trước đội trinh sát một bước, cướp ông người ta, giúp cho liên đội 3 nở mày nở mặt. Bây giờ thì hay rồi.
tội phạm chạy mất, binh sĩ bị thương, hai binh sĩ với một phong quyển mất tích. Lần này cậu tạo được tiếng vang lớn rồi. Thể diện của trung đoàn biên phòng bị cậu làm mất sạch rồi. Báo cáo, tôi là người chỉ huy, lệnh là cho tôi hạ xuống, tất cả trách nhiệm do tôi gánh chịu. Cậu gánh không nổi trách nhiệm này đâu. Còn nữa, nhà bếp tại sao lại bị cháy? Lâm Quả tại sao lại bị thương? Cậu phải nói cho rõ. Báo cáo, đó là việc ngoài ý muốn, đây không phải là lý do. Đồng chí Long Phi, cậu phải nghĩ cho rõ, đây chính là kết quả cố duy trì liên đội 3 sao? Nỗ lực của cậu đã tạo ra một nỗi ô nhục của trung đoàn biên phòng. Báo cáo, tôi bảo vệ liên đội 3 không phải vì người mà chỉ vì Khuyển. Việc làm đó của cậu dẫn đến kết quả như thế nào chứ? Cùng người và Khuyển của cậu chịu tội, đây chính là hy vọng mà cậu thường treo ở cửa miệng sao? Cậu bảo vệ liên đội 3, nói dễ nghe một chút thì gọi là kiên trì, nói trắng ra phải gọi là chấp mê bất ngộ. Trưởng đoàn, đối với ý kiến xử lý liên đội 3 sau này hãy bàn. Bây giờ quan trọng nhất là phải mau tìm được người và Khuyển về. Báo cáo, tôi đã để lại hai người tiếp ứng họ. Long Phi à, nếu như còn xảy ra vấn đề, liên đội 3 bắt buộc phải truy tố trách nhiệm đến cùng. Hùng Hùng, chào liên trưởng. Nếu như cậu còn xem tôi là liên trưởng thì hãy nghe lời tôi, thu xếp đồ đạc đi theo tôi. Liên trưởng, vấn đề này chúng ta đã nói ở trên núi rồi. Tôi không phải dỗ đổ bìm leo, cố tình giẫm đạp liên đội 3. Cậu chính là binh sĩ do đội trinh sát bồi dưỡng nên. Lúc đầu tôi không nên để cậu đi. Một người có thể đi bao xa quyết định ở cậu đi cùng ai. Liên đội 3 đã không còn gai chán một liên đội nữa rồi. Nó đã triệt để hết thời rồi. Có thể liên đội 3 hết thời rồi, nhưng nó vẫn còn ý nghĩa tồn tại. Vậy cậu nói tôi biết, một liên đội trống không thì còn có ý nghĩa gì chứ? Đối diện với tuyệt vọng, chờ đợi hy vọng, không còn hy vọng nữa đâu, hoàn toàn không còn hy vọng nữa đâu, cậu có biết không? Con đường mà Long Phi dẫn các cậu đi là con đường chết, không có lối ra. Liên trưởng, anh đã từng dạy tôi một câu nói, không có con đường nào không có lối thoát, chỉ có người suy nghĩ không thông. Tôi luôn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng tôi không có dạy cậu chấp mê bất ngộ. Các anh à, chúng ta đang đi đâu vậy? Sao đến nói chuyện cũng chẳng nói vậy? Hơn nữa, các anh xem trời cũng không còn sớm nữa, chúng tôi có việc quan trọng phải làm, hay là chúng tôi đi trước nhé? Vô cùng cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi. Cảm ơn. Nửa đêm nửa hôm mà làm gì giống như phim tiếng Thét thế này, thật là làm người ta sợ. Cậu xem, các anh em thật quá nhiệt tình, không cần tiễn mà. Còn cử động, tôi một phát bắn chết anh. Đừng kích động mà. Trói lại. Rõ. Nhưng mà các người làm gì vậy? Anh Quách, Đại Lôi, súng trường. Không lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì rồi? Với cái đầu của Quách vào ăn,
Có thể có chuyện gì chứ? Khi sợ họ lạc đường ở trên núi, nhất thời không tìm được lối ra thì phiền lắm. Yên tâm. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ lên núi. Chắc chắn sẽ tìm được đám bọn họ. Xem. Ôi trời, liên trưởng cũng đến rồi. Cả đội trinh sát, liên đội 4 và liên đội 9 nữa. Anh Tạ, sao rồi? Xin lỗi, họ vẫn chưa quay về. Được rồi, sắp xếp như vậy đi. Liên đội 3 và đội trinh sát phụ trách tuyến phía Tây, liên đội 4 và 9 phụ trách tuyến phía Đông. Chúng ta hội họp ở miếu thờ phía Nam. Đây chính là kết quả mà anh hy vọng đó sao? Đội trinh sát có thể rút lui bất cứ lúc nào. Không có ai cầu xin các cậu. Liên đội 3 theo tôi. Liên trưởng Long, anh phải làm cho rõ là chúng tôi đang giúp liên đội 3 thu dọn chiến trường. Đi. Có manh mối. Đi theo tôi. Đi. Hình như súng trường đã đuổi kịp bọn chúng. Anh Tạ, hình như tiểu mẹ đã phát hiện ra tung tích của súng trường. Đến phía trước xem sao. Đi. Đi. Anh Tạ, có khi nào súng trường rơi xuống đây không? Súng trường, 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 súng trường. Liên trưởng, dưới này có cái hố. Liên trưởng, súng. Quách Thủ Đống và Đại Lôi xảy ra chuyện rồi.